Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Thể thao Netsport 247. Quý vị và các bạn hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ nhé. Sau đây là các thông tin đáng chú ý. League 2023, Hà Nội tăng tốc, Hoàng Anh Gia Lai gặp khó. Vào cuối tuần này, người hâm mộ cả nước sẽ được chứng kiến những trận cầu hấp dẫn thuộc vòng 4 V-League 2023, trong đó đáng chú ý là các trận Hà Nội với Thanh Hóa và Hoàng Anh Gia Lai với Công an Hà Nội. Tại vòng 4 V-League 2023, câu lạc bộ Hà Nội sẽ được trở về sân nhà hàng đẫy để tiếp đón đội bóng đang có phong độ rất cao ở mùa giải năm nay là Đông Á Thanh Hóa. Giống như đội bóng thủ đô, Thanh Hóa lúc này cũng đang có được 7 điểm sau 2 chiến thắng và 1 trận hòa sau 3 vòng đấu. Và màn đối đầu giữa hai đội sắp tới chắc chắn sẽ rất thú vị. Song với lợi thế sân nhà cùng việc sở hữu một đội hình thi đấu có chiều sâu hơn, câu lạc bộ Hà Nội được đánh giá đang nắm trong tay cơ hội giành chiến thắng cao hơn so với Thanh Hóa. Lịch sử đối đầu cũng đang ủng hộ họ khi Hà Nội đã bất bại trong 5 trận đấu gần nhất ở V-League với 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Xa hơn trong 10 cuộc đọ sức diễn ra gần đây giữa hai đội, đội bóng thủ đô cũng thể hiện sự vượt trội với 6 thắng, 3 hòa và chỉ thua đúng 1 trận. Vì thế, theo dự đoán của giới chuyên môn, sẽ rất khó để các cầu thủ Thanh Hóa tạo ra bất ngờ ở trận tới, nhất là khi Hà Nội đang thể hiện một phong độ rất cao. Có chăng đội khách sẽ chỉ phải nhận ít bàn thua ở trận này. Hoàng Anh Gia Lai gặp khó tại Pleiku. Sau 3 vòng đấu liên tiếp toàn hòa, chắc hẳn câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đang rất khát khao giành thắng lợi đầu tiên tại V-League mùa này khi được trở về thi đấu tại sân Pleiku. Tuy nhiên, sẽ không dễ để thầy trò Kiatisak có thể thực hiện được kế hoạch này khi mà đối thủ của họ là một Công an Hà Nội đang quyết tâm tìm lại cảm giác chiến thắng sau 2 thất bại liên tiếp trước. Dù có lợi thế sân nhà ở trận này nhưng so sánh về lực lượng, Hoàng Anh Gia Lai không hơn Công an Hà Nội, chí còn có phần thua kém. Nhưng họ được đánh giá cao hơn ở sự gắn kết trong lối chơi cùng sự am hiểu đối thủ của huấn luyện viên Kiatisak. Và nếu chơi tập trung, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai hoàn toàn có thể thực hiện được mục tiêu đã đề ra, đại chiến tại hàng đẫy. Một trận đấu khác cũng không kém phần hấp dẫn sẽ diễn ra tại vòng 4 V-League, chính là màn so tài giữa hai đội bóng Viettel và Thép Xanh Nam Định tại hàng đẫy vào Chủ nhật tới. Với sự đầu tư đội hình rầm rộ trước mưa bóng, câu lạc bộ Nam Định lúc này đang không còn e ngại bất cứ đối thủ nào, và họ hứa hẹn sẽ là một đội bóng đủ sức gây nên những khó khăn cho đội chủ nhà Viettel trong trận tới. Rõ ràng với những sự nâng cấp về lực lượng, Nam Định hoàn toàn đủ khả năng đá song phẳng với các đối thủ. Và trong bối cảnh có thể mất hai trụ cột Kelvin và Hoàng Đức ở trận tới thì e là không dễ để Viettel FC có thể lấy 3 điểm sau vòng đấu tới. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh có thoát khỏi khủng hoảng sau 3 thất bại liên tiếp ngay đầu mùa bóng, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh được dự báo sẽ tiếp tục có chuyến làm khách đầy khó khăn khi tới thi đấu trước Bình Dương ở Gò Đậu. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ở mùa giải năm nay đã có nhiều sự xáo trộn lực lượng khi các trụ cột ra đi và những người mới được đưa về không được đánh giá cao về năng lực chuyên môn, và yếu tố này đã khiến đoàn quân của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành thi đấu không tốt 3 vòng đấu đầu tiên. Vì thế họ sẽ phải khắc phục những hạn chế của mình nếu muốn